là nhớ mọi người, tại vì từ hôm dịch tới nay thì bị đông cứng rồi, là hầu như là không không thể nào gặp trực tiếp được, chỉ gặp nhau qua những cái buổi họp nhóm, đội nhóm cũng như là những cái phòng Zoom thế này thôi. Cũng rất là nhớ mọi người. Thì hôm nay cũng mình cũng cảm ơn ban tổ chức cho mình có cơ hội để chia sẻ những cái cảm nhận của mình về dòng sản phẩm Nutrilite của Amway ha. Thì mình cũng chia sẻ cảm nhận của mình một chút xíu thôi. Đó là mình tên, mình cũng trước tiên mình giới thiệu, mình tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thanh Bình. Năm nay là mình 52 tuổi rồi, vừa lớn tuổi mà lại còn có bệnh nền nữa. Thì trước đây mình cũng đi làm văn phòng các bạn, nhưng mà 3 năm nay là mình không thể đi làm được, bởi vì nó bị đau đau lưng, là do thoái hóa đốt sống rồi thoát vị đĩa đệm, đau, nó làm cho đau thần kinh tọa và giãn dây chằng. Thì vừa vừa phải chữa bệnh, bác sĩ cũng nói là chữa rất là lâu và phải mổ, yêu cầu phải mổ, nhưng mà thật sự mà nói là cái khả năng kinh tế của mình không không thể đủ tiền mổ. Bác sĩ nói mổ cũng phải khoảng là trước mắt là cũng khoảng 60 triệu, nhưng mình thấy nó mình thứ nhất là mình không đủ tiền, cái thứ hai là mình rất là sợ mổ xẻ. Và cái điều quan trọng là mình cũng biết đến dinh dưỡng của Amway hôm nay là cũng dùng dinh dưỡng, vẫn dinh dưỡng chứ không mổ. Và cái điều kỳ là qua cái việc sử dụng như vậy á, giúp cho mình cải thiện rất là nhiều. Thế này thì mình chỉ còn mỗi cái giãn dây chằng thôi. Thì trong dinh dưỡng nhưng mình vẫn phải cố gắng mình giữ, quyết tâm mình giữ là 5K theo cái quy định, là không có tiếp xúc với thận khi tiếp xúc, và hạn chế không có tiếp xúc với mọi người. Đó. Và mình cũng tới nay thì cả gia đình mình là an toàn, cộng với cái việc là sử dụng cái những cái sản phẩm của Amway bên dòng Nutrilite. Thì hôm rồi thì mình được đi, mình muốn chia sẻ này, hôm rồi là mình được đi được in hôm đó là mình chụp buổi chiều, xong rồi tối về muốn in như vậy trước khi đi ngủ. Thì tới sáng hôm sau mình dậy, mọi người mà chích các cái cô chích cô nói là về cô nghỉ ngơi nha, không làm gì hết 2 ngày. Nhưng mà về mình cũng nói với ở nhà là mình làm thử, mình cứ làm bình thường, vẫn dọn dẹp nhà cửa, vẫn sinh hoạt bình thường, và cái liều lượng dinh dưỡng mình tăng gấp đôi lên. Mà mình cũng nói với chị của mình ở nhà, hai chị em ở nhà là đều dùng chung như thế hết, xem và giữ cái sinh hoạt bình thường để chứng minh cho thấy là cái cơ thể mình nó được hỗ trợ như nào khi đi tiêm ngừa về như vậy. Và đúng thật như vậy các bạn, 2 ngày liền mình phải ru luôn, không có vấn đề gì hết, không vấn đề gì hết. Mình kích cả hôm ngày 1 tây tháng 9 đó các bạn, hai cái buổi, qua 2 cái buổi thứ bảy và chủ nhật vừa rồi á, rồi xong mà có tổ chức cái BTC á, mình cũng tham dự nguyên ngày luôn. Bình thường mà nguyên ngày như vậy á, là nó sẽ là mệt, nhưng mà vừa đi vừa mới chích ngừa trước đó 3 ngày và mình vẫn dùng tăng gấp đôi cái liều lượng hàng ngày lên, và mình ngồi suốt 2 ngày như vậy vẫn khỏe mạnh, không có vấn đề gì. Nó không có một cái dấu hiệu gì cho thấy là mệt mỏi cả. Ở bà con ở quê cũng gọi điện lên hỏi thăm, nghe chích ngừa gọi điện hỏi thăm, sợ lớn tuổi rồi về chích ngừa về nó sẽ làm cho mệt, nhưng mà họ cũng rất là ngạc nhiên. Thì hỏi là có uống xê sủi không, thì mình nói mình không bao giờ dùng xê sủi hết, mình có xê của Amway rồi cho nên là mình không có dùng xê sủi. Và cũng chia sẻ luôn cho mọi người ở nhà biết là dùng cái xê sủi thì nó sẽ có hại cho sức khỏe như thế nào. Và cái sau cái ngày chủ nhật mình học xong thì mình thấy sau 4 ngày rồi,
sau 4 ngày rồi mình thấy là như vậy là ngon rồi, thế mình mới giảm đi, giảm chỉ một phần nhỏ của bình thường là mình uống, hôm nay là mình uống 6 viên C. Thì hôm hôm chủ nhật á, sau khi mà học xong á, là mình giảm xuống còn 4 viên thôi. Thì nó làm mình mệt ngay các bạn, làm mệt ngay luôn, đau, tại nó cái thuốc nó cũng ảnh hưởng cái dây chằng, nó làm dây chằng đau lắm. Hôm qua đau nhiều, hôm qua là đau không làm việc, không ngồi làm việc được, cứ tuyến trên phải phải nằm nói chuyện với làm việc trên điện thoại. Nhưng mà sau đó rồi mình tăng cái liều lại, tăng gấp đôi liều lại, và tới nguyên ngày hôm nay nó lại khỏe bình thường. Và như các mọi người thấy mà là bây giờ mình ngồi sẻ với mọi người rất là thoải mái, không vấn đề gì hết. À, chứ bình thường nếu như mà không 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 tăng liều lên đó là nó sẽ làm cho mình rất là khó chịu. Và như vậy là mình thấy là cái Nutrilite của mình nhá, nó tuyệt vời biết chừng nào. À, và cái này là nó tạo thành cái niềm tin của mình mấy năm nay rồi. À, là cái mình nó hạn hẹp, nhưng mà mình vẫn giữ ở cái mức cơ bản là vẫn phải duy trì Nutrilite. Nhất là những cái ưu tiên nó là những cái dòng phẩm như daily nè, protein với cả C đó, ba cái đó. Và khi mà mình có thu nhập thêm chút xíu thì mình vẫn thỉnh thoảng chèn thêm cái hũ cái chai glucosamine, bởi vì mình bị xương khớp với cả omega 3. Thì khi mà mình có điều kiện là mình vẫn sẵn sàng mình bổ sung, còn trong cái trường mà cái tài chính của mình nó bị hạn hẹp thì mình vẫn phải duy trì ở cái mức tối thiểu nhất là phải có ba cái sản phẩm là daily protein với C. Thì những cái đó nó cũng giúp cho mình thấy cái cuộc sống của mình, nó giúp cho sức khỏe mình nó ổn định, là tốt, và mình tự tin mặc dù tuổi như vậy. Mình tự tin với cái của mình như vậy. Thì từng ngày mình thấy cứ mỗi một lần mà tham dự những cái lớp học của RSM mình ấy, là mình thấy cái kiến thức của mình tăng lên rất là nhiều, nhất là về cái các dòng sản phẩm và giúp cho mình bảo vệ sức khỏe. Thì hôm nay thì cũng muốn chia sẻ với mọi người như vậy, thì càng dùng thì mình càng tin hơn. Mình vẫn có cơ hội, mình tự tin để mình thử cái khỏe của mình với Nutrilite, và mình nghĩ mình làm và mình thấy là nó chính xác luôn, nó đúng, nó bảo vệ sức khỏe mình, nó đó là những cái định giúp cho mình càng khẳng định hơn cái niềm tin đó và những người trong gia đình của mình. Thì ở đây trong cái buổi chia sẻ hôm nay, thì những bạn nào mà chưa biết dòng sản phẩm Nutrilite của Amway thì đừng bỏ qua cơ hội này. Đây là cái cơ hội để giúp cho mình duy trì cái sức khỏe của mình tốt hơn. Với những bạn sức khỏe đang tốt thì chúng ta hãy duy trì sức khỏe và làm cho nó tốt hơn, xây nền tảng của mình nó đầy hơn, nó như một cái chân móng cho ngôi nhà. Như vậy thường xuyên tu bổ thì cái ngôi nhà của mình nó sẽ được bền lâu hơn. Còn với những bạn mà đã dùng rồi thì càng thêm cái niềm tin, đừng bao giờ mà bỏ đi cái niềm tin đó, bởi vì cái dùng cái nó hoàn toàn giúp cho mình là cải thiện rất sức khỏe, ngay cả với những cái bệnh nền và tuổi tác nữa. Và khi mình dùng thì có, nếu như các bạn nhìn kỹ thì sẽ thấy là mình tuổi tuổi 52 của mình, thì nó nói ra thì nhiều người người ta không tin, nhưng thật sự là như vậy. Nhờ có cái Nutrilite nó cũng giúp cho mình nó trẻ ra các bạn. Cái đó là một điều sự thật. Sự thật. Nếu bạn nào chưa có dịp sử dụng Nutrilite thì cứ mạnh dạn sử dụng, đừng có ngại ngần gì hết. Đấy là cái cơ hội trong cuộc đời của mình. Nếu mình bỏ qua là mình phũ phàng với chính cái cơ thể của mình, phải yêu cái cơ thể mình, bởi vì cơ thể không có cái gì quý bằng sức khỏe hết. Và cũng qua đây thì cũng gửi đến tất cả các bạn trong nhà của chúng ta và trong tham gia phòng Zoom hôm nay, thì mình cũng chúc cho tất cả mọi người có một tinh thần sảng khoái, lạc quan và có một sức khỏe thật là tốt trong cái cơn đại dịch, càng tin dùng hơn sản phẩm Nutrilite của Amway của chúng ta. Và dạ, xin cảm ơn mọi người ạ.
Rồi, em cảm ơn chị.